Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Dịch Covid-19 bùng phát khiến nguồn thu nhập của nhiều người bị đứt đoạn, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng, chưa nói gì đến việc có thể trả được nợ cho ngân hàng. Trong video ngày hôm nay, Luật Việt Nam sẽ đem đến những thông tin mới về các quy định pháp luật, giúp bạn an tâm phần nào trước nỗi lo nợ nần. Vâng, chúng tôi đang muốn nói đến Thông tư 01 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 03 năm 2021 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Thông tư này không chỉ áp dụng đối với khách hàng vay là doanh nghiệp mà còn áp dụng đối với hộ kinh doanh cá nhân như bạn và tôi. Thứ nhất, bạn sẽ được cơ cấu lại, hay nói dễ hiểu hơn là lùi thời hạn trả nợ. Các điều kiện để được lùi thời hạn trả nợ bao gồm: khoản nợ phát sinh trước ngày 10 tháng 6 năm 2020, bạn phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ bao gồm cả gốc và lãi trong thời gian từ 23 tháng 1 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2021. Số dư của khoản nợ trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, hoặc số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23 tháng 1 năm 2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày 29 tháng 3 năm 2020, hoặc số dư của khoản nợ phát sinh từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 và quá hạn trước ngày 17 tháng 5 năm 2021. Điều kiện tiếp theo là bạn phải được ngân hàng đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, bạn phải có đề nghị được lùi thời hạn trả nợ và được ngân hàng đánh giá là có khả năng trả nợ đầy đủ theo thời hạn mới. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, bạn sẽ được lùi hạn trả nợ với thời gian tối đa là 12 tháng. Bạn cũng cần lưu ý thêm rằng, chính sách thời hạn trả nợ này chỉ được thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đến đây, chắc bạn đã thắc mắc, vậy cần làm thủ tục gì để được lùi thời hạn trả nợ? Theo hướng dẫn tại công văn 3339 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khách hàng chỉ cần đến ngân hàng làm đơn đề nghị lùi thời hạn trả nợ. Trình tự, thủ tục cụ thể thực hiện theo quy định nội bộ của từng ngân hàng. Thứ hai, bạn có cơ hội được miễn giảm lãi vay. Tại điều 5 của Thông tư 01, sửa đổi bởi Thông tư 03, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định rất rõ rằng các ngân hàng sẽ quyết định việc miễn giảm lãi vay theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10 tháng 6 năm 2020 mà cần phải trả trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2021. Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn do thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc miễn giảm lãi vay được thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo tinh thần của quy định nêu trên, hiện nay rất nhiều ngân hàng đã áp dụng chính sách miễn giảm lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Điển hình như ngân hàng Vietcombank đã giảm lãi suất 1% một năm cho các khách hàng là doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, đồng thời cũng giảm lãi suất đến 1% một năm cho khách hàng là cá nhân vay vốn để sản xuất kinh doanh và 0,5% một năm cho khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ đời sống. Thêm một ông lớn trong ngân hàng cũng đã thực hiện giảm lãi vay cho khách hàng trước tác động của dịch Covid-19 là Vietinbank. Cụ thể, ngân hàng này cho biết giảm đến 1.0% một năm lãi suất cho vay đối với các khoản dư nợ hiện hữu và giải ngân mới của khách hàng. Nói tóm lại, nếu như dịch Covid-19 làm thu nhập của bạn bị giảm hoặc bị mất và bạn không đủ khả năng để trả nợ đúng hạn, bạn có thể liên hệ ngay với ngân hàng để đề nghị lùi thời hạn trả nợ và miễn giảm lãi vay. Tuy nhiên, có thể thấy, Ngân hàng Nhà nước đề ra quy định tại Thông tư 01 và Thông tư 03, nhưng việc triển khai trên thực tế lại phụ thuộc vào chính sách riêng của từng ngân hàng. Do đó, nếu bạn đang vay tiền của ngân hàng nào, cần liên hệ với ngân hàng đó để được giải thích rõ hơn về điều kiện, trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ thực tế mà bạn được hưởng. Nếu thấy video này hữu ích, vui lòng bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Luật Việt Nam sẽ quay lại với nhiều video hữu ích khác về kiến thức và chính sách pháp luật.